cô chó mẹ với 1001 kiếp nạn khi các con mình rơi vào tay bọn sen báo. Đây là lần đầu cô chó này làm mẹ nhưng lại vô cùng cẩn thận, tại nó biết để con mình rơi vào tay tụi sen ở nhà là có chuyện liền. Này chị gái này giúp bé chó con lau người, thấy con mình bị người khác bế là nàng chó mẹ sốt sắng hết cả lên. Bé chó con vừa kêu phát là chó mẹ sủa inh ỏi, nhảy cần cẩn lên như thể mắng sen mạnh tay quá làm đau con mình. Thôi, tệ ơi. Thấy không yên tâm nên chó mẹ trèo hẳn lên lòng cô gái ngồi để quan sát cho kỹ. Kiểu này mà làm xước miếng da nào của con nó là tới công chuyện với nó liền. Đúng là bản năng làm mẹ trỗi dậy nên vậy đó. Mời đẹp. Biết người ta đã hay lo cho con mà tụi sen nó còn báo. Anh trai này giả bộ làm động tác như đang bế chó con để trêu chó mẹ, coi nó phản ứng ra sao. Tuy không thấy anh trai kia bế con mình, nhưng nhìn hành động lấm lét của ảnh là nó tin sái cổ luôn, chạy vội ra hốt hoảng đòi lại con. Trời ơi, thằng này nên nó ghen. Mày thả con tao xuống chưa? Mày thả xuống chưa? Tao nói mà thằng này lại dẫn bạc với tao bay. Đưa ra coi, trả con cho tao. Nhanh. Đang cuốn cuồng là thế nên khi phát hiện bị lừa vì trên tay sen chả có bé chó con nào thì nó còn lo hơn nữa. Ủa, rồi con mình đâu ta? Chạy lại ổ nằm đếm thì may quá vẫn đủ 3 đứa. Vậy mà nãy giờ làm cô chó nhà ta sốt sắng hết cả lên. Nhanh, ủa, gì kỳ vậy? Con tao đâu? Vậy là mày không có lấy con tao hả? Chết rồi. Rồi mày chạy vô tao đếm này coi. Đâu, 1, 2, 3. Đủ rồi. Xin lỗi. Nhưng kiếp nạn của nàng chó mẹ vẫn chưa kết thúc. Chả là cô chó này cũng là cháu cưng trong nhà, lại thêm việc vừa hạ sinh 3 bé chó con siêu yêu, nên việc được yêu quý trong nhà là điều hiển nhiên. Tết đến hết bà ngoại, tới các cô các bác trong nhà lì xì ẻm để cô nàng có tiền đi spa và chăm con. Thấy người ta được cưng vậy nên con sen nó sinh lòng đố kỵ. Cuối cùng tiền mừng tuổi cũng bị sen nó đút túi hết trơn. Mọi năm có mình nàng chó mẹ mà năm nay thêm tới 3 bé chó con nên sen ăn đậm chuyến này luôn. Chỉ tội nghiệp 3 bé chó con còn chưa kịp mở mắt mà đã phải nếm mùi trấn lột từ tay bà sen báo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.